Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em. Các em thân mến, ở năm học lớp 8 này, chúng ta sẽ làm quen với một bộ môn học mới, đấy là bộ môn hóa học. Hóa học là gì? Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Và các em cần phải làm gì để có thể học tốt bộ môn hóa học? Thì ở tiết học ngày hôm nay, bài 1 mở đầu môn hóa học sẽ giúp chúng ta tìm hiểu những nội dung đó nhé. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài học, đấy là hóa học là gì. Để tìm hiểu nội dung này, cô mời các em theo dõi một số thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1, người ta lấy một ít dung dịch đồng sunfat có màu xanh nhạt vào trong ống nghiệm. Nhỏ từ từ dung dịch natri hydroxit không màu vào ống nghiệm chứa sẵn đồng sunfat. Và đây là kết quả của thí nghiệm. Theo các em, ở đây đã có sự xuất hiện chất mới hay chưa? Chúng ta thấy rằng trong ống nghiệm lúc này xuất hiện một chất mới không tan trong nước có màu xanh đậm hơn. Đấy chính là đồng 2 hydroxit với các em. Và bây giờ cô mời các em quan sát tiếp thí nghiệm thứ hai nhé. Người ta cho một vài đinh sắt nhỏ vào trong ống nghiệm có chứa dung dịch axit chloric. Lúc này đây chúng ta thấy trên bề mặt đinh sắt xuất hiện rất nhiều bọt khí không màu không mùi thoát ra. Như vậy theo các em, ở đây có sự xuất hiện chất mới chưa? Ở đây đã xuất hiện một chất mới khác hẳn hoàn toàn với những chất ban đầu. Đấy là một chất ở trạng thái khí, không màu, không mùi. Còn chất ban đầu là một chất trạng thái rắn và một chất trạng thái dung dịch. Và thí nghiệm thứ ba như sau. Chuẩn bị hai cốc thủy tinh, cho chứa sẵn một ít đường. Cốc số 1, người ta rót dung dịch axit sulfuric loãng vào. Và cốc số 2, người ta rót axit sulfuric đặc vào. 15 giây sau, cốc 1 không có hiện tượng gì xảy ra. Nhưng ở cốc 2, đường từ màu trắng đã chuyển sang màu đen. Và 60 giây sau, các bạn thấy rằng ở cốc 1 vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Nhưng ở cốc 2, nó đã tạo thành một khối xốp màu đen nổi cao lên khỏi miệng cốc. Tại sao lại như thế nhỉ? Tại vì dung dịch axit loãng thì không tác dụng được với đường. Nhưng với axit sulfuric đặc thì nó đã biến đường thành than. Vì axit sulfuric đặc là một chất có tính háo nước, khi gặp đường nó sẽ hút hết nước của đường, biến đường thành than. Và sau đó, một phần than sinh ra lại bị axit sulfuric đặc oxy hóa, tạo thành khí lưu huỳnh dioxit, khí carbon dioxide. Chúng là những chất khí thoát ra ngoài, cho nên nó làm cho than dâng cao lên khỏi miệng cốc. Các em thân mến, xung quanh chúng ta cũng luôn diễn ra sự biến đổi chất, ví dụ như sự tạo thành thạch nhũ trong hang động, hay là sắt thép để lâu ngày bị rỉ sét, vân vân. Và các nhà hóa học khi nghiên cứu cũng đã xác định được rằng axit sulfuric tác dụng được với kim loại, tác dụng được với oxit kim loại, vân vân. Lợi dụng tính chất này, người ta đã sử dụng axit sulfuric loãng để làm sạch bề mặt kim loại trước khi xi, mạ, vân vân. Như vậy theo các em, hóa học là gì? Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng. Các em thân mến, ngoài ra bộ môn hóa học là một bộ môn rất là lý thú và bổ ích. Từ kiến thức hóa học sẽ giúp chúng ta giải thích được hiện tượng kỳ thú trong thiên nhiên, đấy là sự tạo thành thạch nhũ trong hang động. Hay là ví dụ như giúp chúng ta biến quả trứng hình tròn thành quả trứng hình vuông hay là hình hồ lô, vân vân. Các em có muốn làm không nào? Các em chỉ cần ngâm quả trứng vào trong giấm ăn. Trong giấm ăn có chứa axit acetic, nó sẽ tác dụng với vỏ của quả trứng là canxi carbonate. Như vậy nó sẽ làm cho mềm vỏ quả trứng đi. Lúc này đây, chúng ta sẽ cho vào một cái hộp hình vuông có thể tích đúng bằng thể tích quả trứng. Hay là chúng ta chỉ cần dùng cái dây cột lại để tạo thành hình hồ lô. Sau đó các em luộc chín lên. Như vậy chúng ta đã được quả trứng hình hồ lô và quả trứng hình vuông. Như vậy cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất của bài học rồi. Bây giờ cô mời các em cùng tìm hiểu nốt nội dung thứ hai của bài học nhé. Đấy là hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Để tìm hiểu nội dung này, cô mời các em quan sát một số hình ảnh sau. Đây là một vài hình ảnh về ứng dụng của hóa học trong sản xuất công nghiệp. Và đây là một số sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp.
ra. Đây là một số vật dụng thiết yếu trong gia đình cũng đều là sản phẩm từ hóa học. Và các dụng cụ học tập của chúng ta nó cũng đều là sản phẩm của hóa học. Ngoài ra thuốc chữa bệnh, thuốc bổ nó đều là sản phẩm hóa học hết. Như vậy, theo các em, hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải có kiến thức về chất và cách sử dụng chúng cho hợp lý và hiệu quả. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ hai của bài học rồi. Và bây giờ, cô mời các em cùng tìm hiểu qua nội dung thứ ba của bài học. Như vậy, các em cần phải làm gì để có thể học tốt bộ môn hóa học? Các em thân mến, khi học tập môn hóa học, các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau. Thu thập tìm kiếm kiến thức. Chúng ta có thể thu thập tìm kiếm kiến thức qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Ví dụ như là qua những tiết học, qua TV, sách báo, qua các hiện tượng trong tự nhiên, vân vân. Ngoài ra, chúng ta phải biết xử lý thông tin. Cô lấy ví dụ như khi chúng ta biết được rằng axit sulfuric đặc là một chất rất nguy hiểm, nó rơi vào đâu, hút hết nước của chất đó và biến chất đó thành than. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng hóa chất này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Ngoài ra, chúng ta cần phải ghi nhớ kiến thức, vận dụng kiến thức. Hay học tốt môn hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống cũng như là vào trong khi chúng ta làm bài kiểm tra. Vậy thì phương pháp học tập môn hóa học như thế nào là tốt? Các em thân mến, môn hóa học là một bộ môn khoa học thực nghiệm. Chính vì vậy, khi chúng ta học môn hóa học, chúng ta phải biết làm thí nghiệm, biết quan sát hiện tượng trong thí nghiệm cũng như là các hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng ta cần phải có hứng thú say mê, chủ động, chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sáng tạo. Cũng phải nhớ, nhưng nhớ một cách chọn lọc, thông minh. Phải đọc thêm sách, rèn luyện lòng ham thích đọc sách và cách đọc sách. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em có một giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường lần sau.